lãm du học Mỹ, Canada, Úc của StudyLink. Và hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời đặc biệt của chương trình tọa đàm ngày hôm nay. Đầu tiên, tôi xin trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Bắc Huy, cử nhân toán Đại học QUT Úc, thạc sĩ thống kê Đại học Queensland Úc, thạc sĩ thống kê Đại học Ostrava Czech, giảng viên năm sao trường Đại học Tôn Đức Thắng. Và tiếp theo, tôi xin trân trọng giới thiệu chị Nguyễn Hồng Hà, giám đốc sáng lập và điều hành công ty du học và đào tạo Anh ngữ StudyLink. Và tiếp theo, xin giới thiệu anh Nguyễn Trọng Phước, thạc sĩ quản lý giáo dục, nhà báo, thư ký tòa soạn báo Thanh Niên. Và đến đây các vị khách mời, chúng ta sẽ chia sẻ về những cách làm thế nào để mà chọn lựa ngành học tốt nhất và những cái ngành học đang hot và cần nhân lực ở nước ngoài. Và đầu tiên, tôi xin đặt câu hỏi cho thứ nhất dành cho chị Hồng Hà là ở nước ngoài á, các trường cao đẳng đại học phân chia ngành học như thế nào và có những điểm tương đồng và khác biệt ra sao so với Việt Nam hả chị? Alo. Xin kính chào tất cả quý phụ huynh và các bạn học sinh. Nghe rõ không? Bản thân tôi cũng là một du học sinh đã học đại học ở Úc. Thì trong cái quá trình làm việc 20 năm trong ngành giáo dục quốc tế này, đối với lại cả các trường ở nước ngoài và các trường ở Việt Nam, và tôi thì cũng có con đang trong độ tuổi là chuẩn bị đi du học. Thì tôi nhận thấy là cái phương pháp cũng như là cái lộ trình hướng nghiệp giữa các trường ở nước ngoài và Việt Nam thì khá là khác nhau. Ở Việt Nam thì khi mà các em vào cấp 3, bắt đầu từ lớp 11 và nhiều nhất là vào năm lớp 12, thì nhà trường mới bắt đầu giới thiệu cho các em là ở Việt Nam có những trường đại học gì ở trong cái khu vực mà các em đang sống, và có những cái khối ngành gì, và thí dụ như là những cái khối ngành về truyền thống sẽ thi toán lý hóa hay là toán hóa sinh, rồi có những cái tổ hợp ngành mới mà hiện giờ 2017 là chính phủ cũng đã thông báo, và một số cái tổ hợp ngành năng khiếu. Thì cái cách định hướng chúng ta sẽ thấy là đi vào môn học, các em sẽ học khối ngành nào và với khối đó thì các em học môn gì, rồi các em mới xem bản thân mình lúc mình năm học lớp 12 á là mình học giỏi môn gì thì mình đi theo khối ngành đó, và từ cái khối ngành đó thì mình mới coi là trường đại học nào có giảng dạy những cái ngành theo cái khối đó để mình nộp đơn vô. Và khi mà các trường trung học tổ chức tư vấn tuyển sinh ở các trường với các trường đại học á, thì họ mời các trường đại học Việt Nam đến dự và giới thiệu là ở trường mình thi khối này thì có những cái ngành này nè, và các em sẽ chọn theo khối ngành như vậy. Nhưng mà ở nước ngoài thì cái hướng nghiệp của họ lại rất là khác, và hướng nghiệp là được bắt đầu từ những năm đầu của trung học. Thí dụ như ở Mỹ là từ lớp 9, và ở Canada cũng như vậy, ở Úc thì lớp 11. Nhưng họ hướng nghiệp theo ngành nghề làm việc. Tức là các em học sinh từ trung học, các em sẽ tìm hiểu là ở trong xã hội có những nghề gì, có những công việc gì, và những cái nghề đó thì sẽ học những ngành gì ở đại học. Và họ chia theo những cái khối như là khối ngành nghệ thuật là Arts, nhân văn, Humanities, về khoa học xã hội là Social Sciences, khoa học cơ bản là Sciences và khoa học ứng dụng là Applied Sciences. Và trong mỗi một cái nhóm ngành như vậy á, thì sẽ có những cái ngành học mà trực tiếp liên quan tới cái nghề mà mình sẽ làm. Và khi mà tư vấn á, thì họ sẽ tư vấn theo cách là muốn làm nghề này thì học ngành này, và muốn học ngành này thì có tất cả những trường nào ở nước đó dạy ngành này. Không có giới hạn địa điểm hay là giới hạn trường gì cả. Và như vậy là sinh viên sẽ tiếp cận rất là rộng về mặt kiến thức và sẽ nghiên cứu từ sớm. Ví dụ như ở Mỹ đi thì mình hay nghe nói là một sinh viên á, khi mà tốt nghiệp lớp 12 thì trước khi tốt nghiệp á, các em đã phải nghiên cứu là học ngành gì, và có thể là các em thậm chí là nộp đơn vào 20 trường đại học. Một mặt là để chọn được những cái trường mà tốt nhất cho cái ngành đó, một mặt nữa là để xin học bổng tối đa. Thì đây là hai cái cách hướng nghiệp rất là khác nhau.
mà nếu mà nói về chiều sâu á, thì sẽ đi được gần với cái năng lực và sở thích của học sinh hơn. Dạ, em xin cảm ơn chị. Và câu hỏi tiếp theo em cũng xin dành cho chị là việc định hướng ngành học đại học ở nước ngoài được thực hiện ra sao? Và chị có thể nói chi tiết về cái định hướng ngành học từ cái bậc trung học của các nước như là Mỹ, Úc, Canada được không ạ? Thì như tôi vừa mới nói đó, thì ở các nước cái việc định hướng ngành học là có từ các em được tiếp xúc thông tin là từ sớm. Ở Việt Nam chúng ta thì vẫn có xu hướng là phụ huynh là người tư vấn và quyết định là con sẽ học ngành gì ở đại học. Và có thể là cái kết quả là sau khi học đại học rồi thì các em không hề thích cái chương trình đại học đó và cũng đổi ngành để đi làm, không có làm cái nghề đó nữa. Và cái ngay cả cái quyết định của phụ huynh á, cũng có nhiều cái sự cảm tính chứ trên cơ sở phân tích khoa học thì chưa có cao. Và với cái suy nghĩ của chúng tôi thì đang có khuynh hướng là sinh viên Việt Nam á, khi đi du học thì đi học rất là nhiều các ngành kinh tế thương mại mà không đi các ngành khoa học, trong khi á, thu nhập của những cái ngành mà khoa học á, lại rất là cao. Em có thể cho cái slide tiếp theo. Thì đây là một cái slide để đưa ra ví dụ về lương khởi điểm của sinh viên tốt nghiệp những cái ngành này ở tại Mỹ. Theo thống kê đầu năm 2017 của một cái tổ chức gọi là PayScale ở Mỹ, thì chúng ta thấy là lương khởi điểm của những cái ngành về khoa học sức khỏe hoặc là kỹ thuật viên rồi kỹ sư thì họ, kỹ thuật viên thì là trình độ là không phải đại học rồi, cho nên là những cái phía dưới thì chúng ta thấy là lương thấp hơn. Nhưng mà những bạn như là chuyên viên lập trình nè, kỹ sư hạ tầng nè, bác sĩ nè, thì lương trong cái khoảng là 50-60 ngàn hoặc là thậm chí là cả 100 ngàn là rất là bình thường. Dạ, em xin cảm ơn chị. Và câu tiếp theo em xin dành cho anh Bác Huy ạ. Và anh có thể nói về, anh có thể chia sẻ cho bọn em được biết là về định hướng ngành thông qua dự bị đại học ở Úc được không ạ? Xin chào quý vị phụ huynh ha. Là tôi là tốt nghiệp đại học bên Úc. Và khi mà mới tốt nghiệp lớp 12 á, thì khi mà lúc năm đó là năm 2003 thì trường đại học bên Úc là bắt buộc là xong lớp 12 mới được học dự bị đại học. Thế thì dự bị đại học là sao? Dự bị đại học là những môn cơ bản như là toán, lý, hóa và lịch sử Úc và tiếng Anh. Thế thì cái trong cái năm mà học dự bị đại học đó là nó có hai cái điểm mà tôi cảm thấy đó là ưu điểm của cái ngành, là thứ nhất là tôi có thể trau dồi tiếng Anh trong khoảng thời gian đó. Thứ hai là có thể tiếp cận được cái phương pháp giảng dạy học đại học của bên Úc. Tại vì sau một năm, nếu như mà bây giờ vô thẳng đại học bên Úc mà chưa có quen cái cách học bên Úc thì cho dù các bạn có giỏi tiếng Anh cỡ nào đi nữa, vô vẫn bị sốc như thường. Thế thì trong cái năm dự bị đó thì các bạn được học mà 5 môn thôi nhưng mà nó nhẹ nhàng, nhưng mà ít ra là có thể tiếp cận được cái cách giảng dạy và thầy cô rất là thân thiện và luôn luôn là người động viên các bạn. Và sau cái năm dự bị đó, lúc mà mới qua thì tôi cũng chưa có định hướng là mình sẽ làm nghề gì. Mình cứ nghĩ là mình thích ngành sinh, cho nên là nghĩ là mình sẽ học công nghệ sinh học. Đó. Nhưng mà sau khi một năm đó thì tôi lại cảm thấy là mình lại mạnh về toán hơn. Và tôi quyết định chọn theo ngành toán. Và cái đó cũng là một điều rất sốc đối với gia đình của tôi. Tại vì rõ ràng là lớp 12 là họ đã tốt nghiệp lên phong là băng B, toán hóa sinh, định luyện thi y rồi. Nhưng mà lại rẽ qua ngành toán, nó hơi trái ngoan một chút. Nhưng mà gia đình vẫn ủng hộ. Bởi vì khi mà học, á, thực sự học thì tôi mới cảm thấy được là mình thích cái gì thật sự và mình làm nghề gì sau này. Thế thì tôi mới quyết định là chuyển qua ngành toán. Thì trong cái năm dự bị đó là thầy cô luôn luôn định hướng cho các bạn là em có khả năng này, em nên theo ngành này. Tất nhiên họ chỉ là người định hướng, họ chỉ có chấp cánh cho mình thôi. Còn cái quyết định cuối cùng vẫn là bạn và gia đình bạn. Đó, cho nên thì sau cái năm đầu tiên, sau cái năm đó là năm 2003, thì sau đó là cái năm tôi tốt nghiệp xong, thì năm tốt nghiệp dự bị xong, thì Úc đổi luật, trường nó đổi luật là sinh viên Việt Nam toán học kinh quá,
nghĩa là học tốt quá so với lại trường bạn. Cho nên vậy đổi quyết định lại là chỉ cần sinh viên Việt Nam chỉ cần hết lớp 11 là đủ qua học dự bị. Và từ năm đó đến nay là cứ lớp hết lớp 11. Còn tại vì khi mà chúng tôi qua thì là khi tôi qua thì rõ ràng là toán ở Việt Nam mình học vượt xa với các trường bạn. Các trường bạn mới vô thí dụ như là còn học tập tành, học đạo hàm, tích phân, trong khi lớp 12 xong là đã tính tới đâu rồi nữa. Cho nên lúc mà qua là phải học lại. Cho nên là cuối cùng trường đại học Queensland đã đổi luật cho Việt Nam là chỉ cần hết lớp 11, riêng Việt Nam hết lớp 11 là đủ điều kiện qua học dự bị. Và tôi cảm thấy là cái năm dự bị đó thực sự là cái lúc mà để định hướng thực sự cho các bạn sinh viên là nên theo ngành nào. Chứ còn ngồi ghế phổ thông thì ai cũng thích theo cái ngành mình thích hết. Ví dụ như là tôi thích theo y, tôi thích theo này theo kia. Nhưng mà xong năm dự bị đó thì mới gọi là định hướng thêm được một chút nữa, được trải nghiệm hơn. Và ra năm đó là mới quyết định được là học theo ngành gì mình thích. Tôi xin hết. Dạ, em xin cảm ơn những chia sẻ rất bổ ích của anh Huy. Và câu hỏi tiếp theo em xin đặt câu hỏi cho anh Trọng Phước ạ. Dạ, anh có thể chia sẻ cho các bạn và các bậc phụ huynh ở đây cùng biết vì sao nhiều sinh viên Việt Nam vẫn nộp đơn vào các đại học ngành kinh tế thương mại ở Việt Nam, còn các ngành khác thì theo anh như thế nào ạ? Thật ra là vì ban tổ chức mời, lý do là tôi phụ trách cái mảng giáo dục của Báo Thanh Niên khoảng độ 17 năm. Chuyên viết về giáo dục, theo dõi về giáo dục. Mùa tuyển sinh thì cùng với các chuyên gia Bộ Giáo dục đi hướng dẫn tuyển sinh. Thì để trả lời câu hỏi của bạn, tại sao, trước hết mình nói thật lòng là tại sao mà học sinh Việt Nam mà thích học các ngành kinh tế nhiều hơn, thì nói một cách rất là thật lòng đó là đại đa số là ngại khó. Học kỹ thuật thì thấy nó có vẻ nó cực quá, thực hành nó khó, với lại là hiện nay học kinh tế thì thấy là dễ. Và sự thật mà nói một cách công bằng á, thì học các khối ngành kinh tế ra trường xin việc nó vẫn dễ hơn khối ngành kỹ thuật. Cái đó phải nói thật. Vì kỹ thuật anh phải đạt được một cái mức độ, trình độ như thế nào thì anh mới làm việc được. Còn kinh tế thì nói thật, hiện nay thí dụ như ngân hàng họ tuyển kiểu gì họ cũng tuyển hết. Và giống như là người ta thấy một cái toàn cảnh là có khoảng, người ta thấy có 1.000 việc làm về kinh tế so với cái việc người ta nhìn thấy chỉ có 100 việc làm về ngành kỹ thuật, thì người ta thấy rằng kinh tế dễ xin việc hơn. Nhưng thật ra 1.000 việc làm về kinh tế thì nó có khoảng 10.000 người tốt nghiệp. Còn cái anh 100 kỹ thuật nó chỉ có khoảng 500 anh tốt nghiệp thôi. Cái tỷ lệ, người ta quên cái tỷ lệ. Các anh chị xem một cái slide, các bạn có thể chiếu giúp cái slide. Cái này các anh chị thấy đây là cái tỷ lệ chọn nghề mà đi thi đại học của học sinh Việt Nam trong 5 năm. Thì cái phần tháp mà nó cao nhất nó thường rơi vào cái khối kinh tế không, mà các anh chị thấy không ạ? Cái khối mà công nghệ thông tin hoặc là bảo vệ môi trường, chế biến thực phẩm, tức là những cái gì mà có làm về tay chân một chút á, bao giờ nó cũng thấp hơn. Thì để thấy rằng là thực tế học sinh Việt Nam 5 năm qua vẫn chọn kinh tế, và từ bây giờ cho đến sắp lên cũng chọn về kinh tế. Nhưng ở đây bây giờ mình nói thật lòng với nhau cái ý chỗ này. Chọn về kinh tế mà nếu học trường đại học ở Việt Nam, ra trường làm ở Việt Nam, thì tôi vẫn cho rằng đó là lựa chọn cũng tương đối được. Bởi vì nếu mình không chọn được cái gì khác thì tốt nhất chọn cái đó, dù gì việc làm nó cũng nhiều. Nếu mà mình không có khả năng kỹ thuật về khoa học kỹ thuật, nó khó hơn. Học kinh tế, nói chứ tỷ lệ quan trọng nữa là tuyển sinh đại học năm nào á, cái chỉ tiêu ngành kinh tế nó cũng lớn hết á. Cho nên khả năng con mình vô đại học là nó cao. Cái đó là chắc ăn cái đã. Chỉ tiêu ngành công nghệ nó thấp, vô đại học nó khó. Thành thử ra nếu mà học ở Việt Nam thì tôi cho rằng chọn kinh tế cũng là một cái giải pháp tốt. Nhưng nếu đi du học là câu chuyện khác. Tôi xin kể hai chuyện, rồi tôi không có bình luận gì hết, các anh chị tự suy nghĩ thôi. Chuyện thứ nhất, anh Hồng Quang Minh là diễn viên Minh Béo á, bị bắt ở bên Mỹ á. Cộng đồng Việt Nam, Việt Kiều trong nước, ngoài nước rất là quan tâm. Báo chí Mỹ cũng quan tâm, báo chí Việt Nam quan tâm. Ai mà trở thành luật sư cho ảnh chắc chắn sẽ nổi tiếng, được không ạ? Cái ông luật sư mà nổi tiếng nhất trong cộng đồng người Việt ở California là luật sư Đỗ Phủ. Ổng làm luật sư rất là nổi tiếng Việt Nam. Nhưng mà khi cái vụ án Minh Béo mà quyết định ra tòa để mà bảo vệ, thì cuối cùng luật sư mà bảo vệ Minh Béo ở tòa và tương đối là thành công, anh được thả ra sớm,
thì đó là một cái bà người gần như là người gốc Nhật, nhưng mà thật ra bà sinh ra lớn lên ở Mỹ. Thế thì tôi mới hỏi một số người bạn ở Mỹ, tại sao ảnh không chọn anh đó, ảnh không nói được tiếng Anh, bà luật sư không nói được tiếng Việt, thế tại sao không chọn ông Đỗ Phủ Việt Nam cho dễ ra bảo vệ. Bạn tôi làm luật sư ở Mỹ nói rằng cái ông đó ông rất nổi tiếng ở Mỹ, nhưng mà ông nổi tiếng luật sư làm dịch vụ, chứ còn những cái vụ tranh tụng á thì người ta không có mướn một cái ông luật sư mà là người gốc, dù anh có là cái gì nhưng mà anh không phải sinh trưởng ở đây, anh nói tiếng Mỹ và anh hiểu ngôn ngữ Mỹ, luật pháp Mỹ, không như người Mỹ mà như một người Việt ở Mỹ, thì anh không có được tín nhiệm, tức là anh không có thể là VIP trong cái làng đó. Tôi cũng hơi băn khoăn thì bạn đã giải thích. Cũng giống như bây giờ mày mà mướn luật sư, mày có mướn ông luật sư Việt Kiều Campuchia mà ổng người Campuchia ổng qua đây học luật xong ổng hành nghề ở đây, mày có mướn ông Campuchia không? Hay mày ông mướn ông luật sư Việt Nam? Tôi mướn Việt Nam. Chắc ăn rồi, bị ông Campuchia ổng nói tiếng Việt còn lơ lớ lấy đâu ông ra ông bào chữa dù ổng có giỏi. Vậy thì đối với những cái nhóm ngành kiểu đó, đó mà mình mới bắt đầu mình qua từ phổ thông để mà mình đạt được một cái vị trí thành công cũng được nhưng rất khó. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai. Trong lần hội thảo trước, chị Hà có mời tôi có kể chuyện em gái tôi đi du học Mỹ. Cái đoạn chuyện đó thì có dịp tôi sẽ kể sau. Tôi kể đến đây thì nó tốt nghiệp rồi. Nó tốt nghiệp thạc sĩ. Nó học ở đây thì nó học quản trị kinh doanh. Đương nhiên tiếp tục qua Mỹ thì nó làm thạc sĩ quản trị kinh doanh. Và bây giờ tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh rồi thì không xin được việc làm. Mặc dù là nó ở một cái bang là không phải là một cái bang đông người Việt lắm như là Cali, ở cái bang tương đối ít dân. Nhưng không xin được việc làm thì tôi hỏi rằng là một, bây giờ rút kinh nghiệm lại, một trong những vấn đề gì mà em không xin được việc làm ở Mỹ? Nó nói hai thứ. Một là khả năng ngoại ngữ. Mặc dù là nó học Lê Hồng Phong, chuyên Lê Hồng Phong, TOEFL, TOEIC đi qua điểm rất là cao, học trong trường hiểu bài hết. Nó nói nhưng mà đi làm một cái ngành về quản trị kinh doanh vô một cái công ty Mỹ thì tiếng Anh của mình nó cũng chưa đạt được cái trình độ để họ tin tưởng. Và cái thứ hai đó, nó cái quan trọng hơn là cái phong cách sống. Cái phong cách sống nó nói rằng cố gắng lắm mình có thể hòa nhập được, nhưng mà cuối cùng trong cái việc kinh doanh, cái phong cách, cái tác phong, cái nhìn nhận vấn đề, tất cả mọi thứ mình đã được đào tạo ở Việt Nam quá lâu đi, mình không có thể hòa nhập được với cái cộng đồng kinh doanh, cái cộng đồng làm việc đó. Thì nó nói cái quan trọng nhất của du học sinh khi đi qua là hai thứ, ngôn ngữ và phong cách sống. Mà nếu tất cả chúng ta đều gặp cái khó khăn đó thì tôi cho rằng khi chọn đi du học nên né khối ngành khoa học xã hội và kinh tế, vì hai cái thứ đó là hai cái thứ ảnh hưởng nhiều nhất. Thà rằng vô khoa học, vô kỹ thuật, vô khoa học, vô công nghệ, mấy cái thứ đó, cái phần ngôn ngữ và giao tiếp xã hội nó đòi hỏi ít hơn. Bây giờ cô em tôi ở bên đó tốt nghiệp thạc sĩ rồi, nhưng mà bây giờ thì tốt nghiệp thạc sĩ về quản trị kinh doanh, chuyên ngành về kinh doanh bất động sản, tức là nó học từ ở Việt Nam, từ đại học, và bây giờ nó qua bển và nó đi làm. Bây giờ thì bắt đầu đi làm á, thì nó đang làm cho một cái bệnh viện ở Mỹ và đi vô trong đó làm hành chính cho một cái bệnh viện của Mỹ, và bây giờ phải bắt đầu đi học lấy một cái chứng chỉ về y tế. Có nghĩa rằng là vì cái mưu sinh bắt buộc phải bẻ ra một cái công việc, và cái chứng chỉ y tế thì lúc này nó lại quay trở lại với câu chuyện công nghệ, với kỹ thuật, không còn là câu chuyện về quản trị kinh doanh nữa. Đó, xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Dạ, em xin cảm ơn anh Trọng Phước. Vì vậy thì theo anh Bác Huy thì tại sao những sinh viên Việt Nam khi đi du học vẫn cứ chọn ngành về kinh tế thương mại? Dạ, xin chia sẻ một chút kinh nghiệm là tôi có rất nhiều bạn bè mà bên Úc và chọn ngành kinh tế, tuy là người Việt Nam. Thế thì tôi cũng có làm một cái khảo sát nhỏ nhỏ hỏi là sao qua đây họ chọn ngành này. Thì hầu hết các câu trả lời được trở về là dễ, học dễ, ra dễ lấy cái bằng. Rồi với lại Việt Nam thì nhu cầu các ngành kinh tế thì lúc nào cũng có. Thì cái đó là cái suy nghĩ của họ. Và càng hỏi thì tôi càng nhận được những cái câu hỏi đó thôi, câu trả lời đó thôi. Và hầu hết đó là 80% những người mà tôi quen biết đều chọn ngành kinh tế thương mại. Thế thì tôi có cơ hội 8 năm để giảng dạy, trợ giảng bên Úc. Thì khi bước vô lớp kỹ sư thì đúng thiệt,
80% lớp kỹ sư đó là người Úc. Chỉ có 20% là người châu Á mà thôi. Tại vì đó là học về ngành kỹ thuật. Còn tất nhiên là tại tôi không có trợ giảng bên khối ngành kỹ thuật kinh tế nên không dám nói, là nói con số. Nhưng mà cái khối kỹ thuật thì lúc nào Úc cũng chọn nhiều nhất. Người Úc người ta lúc nào cũng rất ưa chuộng như là những ngành công nghệ sinh học, ngành toán, ngành lý, những cái ngành mà tự động hóa, kỹ sư thì Úc chọn rất nhiều. Và người châu Á mình, đặc biệt là sinh Việt Nam là rất ưa chuộng ngành kinh tế. Khi mà qua bên cái khoa tham quan cái khoa bên kinh tế thì thấy châu Á nhiều lắm. Và tất nhiên là người Việt thì tôi cũng có biết được là một số trong đó. Tại vì phong cách của người Việt qua đó là nhận ra ngay. Đó cho nên là tôi biết được đó là sinh Việt Nam thì vẫn rất là ưa chuộng cái ngành kinh tế. Và đến thời điểm bây giờ thì vẫn còn rất là nhiều. Và ít ai mà... Tại vì điển hình là cả khoa toán của tôi làm sau 3 năm học đại học, tôi vẫn là người châu Á, người Việt Nam duy nhất. Và một trong những số ít người châu Á chọn ngành toán. Khi mà tốt nghiệp ra, toàn là Úc không, lọt ra có một người đầu đen là tôi. Thì nhìn cũng buồn chứ. Nó ủa sao Việt Nam mình giỏi, nhiều người giỏi lắm mà. Nhiều người học được toán lắm mà, ngành kỹ thuật lắm mà. Sao mà không học, mà để có một hai người tốt nghiệp thì cái đó cũng là một cái mình nên xem lại. Tại sao? Tại vì rõ ràng là các môn tự nhiên là Việt Nam mình học rất mạnh. Thực sự là qua bên đó là thấy rất nhiều gương điển hình rồi, là bỏ xa những nước bạn. Nhưng mà cái ngành mà kinh tế không phải là thế mạnh của người mình. Thứ nhất là về ngôn ngữ, như hồi nãy anh Phước có nói là thí dụ như bây giờ thuyết trình hùng biện, mình rõ ràng mình thua người ta. Là tôi đang nói đây là phần lớn. Chứ tất nhiên có một số trường hợp là mấy bạn rất giỏi, mấy bạn nói tiếng Anh rất tốt, thường bạn rất tốt, nhưng mà đó chỉ là một số ít. Còn như là các ngành khoa học á, thì mình sử dụng ít tiếng Anh hơn, nhưng mà mình lại học được cái chuyên môn, tại vì mình đã có cái kiến thức nền rồi. Thì khi mà mình học cái mới vô, mình tiếp thu nhanh hơn, và mình sẽ, mai mốt mình làm nghề nó sẽ tốt hơn. Theo tôi nghĩ là vậy. Dạ vâng, xin cảm ơn. Em xin cảm ơn anh. Dạ, cho em hỏi chị Hồng Hà là chị có thể chia sẻ với em một ít về những cái nỗi lo lắng hay là sợ hãi của các bạn sinh viên Việt Nam khi ra nước ngoài học được không ạ? Giống như là bác Huy vừa mới chia sẻ đó, là nhìn chung là các bạn học sinh Việt Nam là sợ học kỹ thuật, sợ học khoa học. Và rất là nhiều cái ý kiến khi mà hỏi các bạn nữ á, thì các bạn cũng có cái suy nghĩ là con gái mà sao học kỹ thuật làm chi, sẽ con gái thì phải học kinh tế thương mại du lịch. Thì tôi nghĩ là cái suy nghĩ này nó không có đúng chút xíu nào hết. Và một cái ngành kỹ thuật thì dựa trên nền tảng của các môn khoa học cơ bản như là toán lý hóa sinh. Và như các bạn, như bác Huy vừa nói thì cái chương trình đào tạo lớp cấp 2 và cấp 3 của Việt Nam là trang bị kiến thức toán lý hóa sinh cho học sinh rất là dày, rất là sâu. Mà đối với lại phụ huynh Việt Nam ở đây thì mình hay than thở là học dư quá, học thừa quá, vì cái phần đó gần như là để học thành một nhà khoa học rồi. Không có ứng dụng khi mà vô học đại học hoặc là ra đời làm việc mấy. Nhưng mà cái cách đào tạo của Việt Nam theo kiểu hàng lâm như vậy là đã là lâu rồi và sắp tới vẫn sẽ là như vậy. Khi mà cái chương trình đào tạo đại học đang có khuynh hướng là còn muốn rút ngắn nữa, thì cái phần mà khối lượng và yêu cầu của các ngành, của các môn toán lý hóa sinh ở cấp 2 và cấp 3 vẫn sẽ cao. Nhưng ngược lại đó là một cái thế mạnh mà mình có thể khai thác khi đi du học. Một phần mà khi mà tôi nói chuyện với các bạn trẻ hoặc là phụ huynh á, là các em mặc dù học tốt các môn toán lý hóa sinh nhưng mà không có thích. Học được, học nổi nhưng không có thích, là tại vì các em không có thấy được cái sự ứng dụng của các môn đó. Các em thấy là lý thuyết nặng quá, học công thức nhiều quá, để làm gì, mai mốt không sử dụng, vân vân. Mà sở dĩ các em nghĩ như vậy là bởi vì cái cách dạy toán lý hóa sinh ở Việt Nam á, không có thực hành nhiều. Do chúng ta không có cơ sở vật chất để mà làm thí nghiệm nhiều,
làm dự án nhiều và cũng không có những cái nhóm, tại vì làm những cái dự án như vậy phải làm việc nhóm, mà lớp của Việt Nam thì rất là đông học sinh, ví dụ như một lớp ở lớp 12 hay lớp 9 đi là tới 40 mấy 50 em lận, đâu có làm nổi, đâu có thời gian để mà chia ra. Rồi giáo viên cũng không thể kèm nổi cái việc thực hiện dự án, là tại vì chính con tôi cũng học những cái môn như vậy và thấy các cháu làm project ở Việt Nam thì rất là tội. Nhưng ngược lại ở bên nước ngoài á, ở cấp 3 hay là ở đại học thì họ dạy những môn này rất là thú vị. Trong trường trung học á, có một cái phòng chuyên dạy toán. Mỗi khi mà học môn toán thì tất cả các học sinh của các lớp sẽ đi vô cái phòng đó học. Chứ không phải là như ở Việt Nam là lớp nào thì ngồi ở lớp đó và giáo viên toán đi vô cái phòng của lớp đó để dạy. Tại vì đem 40 mấy học sinh đi ra cái phòng khác rất là phiền. Cứ mỗi một tiết toán mà cứ lớp này đi vô cái phòng toán, lớp khác đi vô cái phòng toán thì ở Việt Nam không quản lý nổi. Nhưng mà nếu mà quý vị có tham quan các trường quốc tế ở Việt Nam á, thí dụ như là trường quốc tế Mỹ hay là trường quốc tế Nam Sài Gòn, thì họ dạy theo cái mô hình giống như nước ngoài á, là phòng toán là một cái phòng riêng và số học sinh thì khoảng 20 mấy học sinh thôi, và trong cái phòng toán đó họ có trang thiết bị, họ có dụng cụ, họ có nhiều thứ để học sinh có thể vui chơi rồi thực hành ở trong đó. Và phòng lý cũng vậy, phòng hóa cũng vậy, phòng sinh cũng vậy. Và đặc biệt là ở đại học á, thì khi học những cái môn ứng dụng như vậy là có những cái phòng thí nghiệm rất là hoành tráng mà họ đầu tư cả triệu đô để mà dạy cho ngành kỹ sư xây dựng hay là kiến trúc hay là công nghệ sinh học, và họ đầu tư rất là nhiều tiền để mình được học trong một cái môi trường mà nó mang tính ứng dụng rất là cao. Cho nên khi mà học nó rất là thú vị, rất là thích, chứ không có cảm thấy là lý thuyết nặng nề như là học toán lý hóa sinh ở Việt Nam. Dạ, em xin cảm ơn chị. Dạ, như anh Trọng Phước lúc nãy có chia sẻ là các bạn sinh viên Việt Nam có xu hướng chọn những cái ngành mà dễ kiếm việc hoặc là dễ chọn, đỡ phải suy nghĩ nhiều hoặc đỡ phải tính toán nhiều. Nhưng mà thực sự trong cái thị trường hiện nay tại Việt Nam, theo anh những cái ngành nào tại Việt Nam là đang là một cái ngành hot được các nhà tuyển vụng dụng săn đón rất là nhiều? Ở Việt Nam mình mà nói câu chuyện là dự báo nguồn nhân lực á, thì kiểu gì dự báo cũng được. Tại vì hỏi rằng là dự báo dựa trên cái gì á, thì cái mà có vẻ nghe có vẻ khoa học nhiều nhất á, là dự báo vô dựa trên cái FDI của nước ngoài đầu tư. Nhưng mà cái FDI nước ngoài đầu tư thì nó đăng ký, chứ còn bỏ tiền vô thì không chắc. Cho nên hiện nay mà nói cái dự báo nguồn nhân lực Việt Nam á, tôi cho rằng nó không chính xác. Nhưng mà nghe cho biết á, thì ở Việt Nam mình bây giờ dự báo nguồn nhân lực á, thì cái nhóm đứng đầu á, nó là cái nhóm khối ngành dịch vụ, chứ chưa hẳn là kinh tế thuần, mà là dịch vụ, dịch vụ du lịch, đại loại như vậy. Cái nhóm thứ hai là nhóm ngành về công nghệ thông tin và công nghệ nói chung. Và trong tất cả cái đó đó thì có nổi lên một vài ngành về kỹ thuật. Nhưng mà giữa cái dự báo đó với lại tôi xem cái dự báo mà cách đây một khoảng thời gian dài 5-6 năm trước á, thì tôi thấy nó cũng y như vậy à. Nhưng mà rồi bây giờ sau 5 năm thì người ta vẫn học kinh tế và tuyển dụng kinh tế nó vẫn nhiều hơn. Vậy thì bây giờ nếu mình dẹp qua bên tất cả các dự báo đó, mình nói một cái nhìn mà nó thực tiễn á, thì tôi cho là như vậy. Đi du học mà để quay về Việt Nam thì ok. Học kinh tế, học cái gì cũng được. Bởi vì dòng về Việt Nam thì nói thiệt, Việt Nam cũng chỉ tuyển dụng cái người, một, có bằng nước ngoài, hai, nói được tiếng Anh tốt, là bạn đã nằm ở chiếu trên so với cái sàn tuyển dụng ở Việt Nam rồi. Lương thấp chắc chắn không làm, lương cao mới làm. Vậy thì nếu mà quay về Việt Nam thì tôi cho rằng học cái gì cũng được, mà thậm chí nếu học kinh tế thì có khi còn dễ có việc làm và tiền còn nhiều hơn, nếu mà xác định là quay về Việt Nam. Nhưng mà đáng tiếc rằng thực tế của phụ huynh chúng ta cho con đi du học là không để trở về Việt Nam, mà là để định cư. Vậy thì nếu đã xác định cho con đi học mà để tìm đường định cư thì nên né khối kinh tế và khoa học kỹ thuật ra. Vì khoa học xã hội ra, học công nghệ và kỹ thuật, cái cơ hội việc làm để mà chúng ta ở lại dù bất kỳ quốc gia nào, tôi cho rằng là thực tế nó có, nó dễ dàng hơn là cái nhóm kia. Vậy thì tùy mục đích chúng ta du học để mục đích lâu dài để làm gì thì chúng ta nên chọn. Còn nếu để quay về Việt Nam thì tôi cho rằng là nếu mà học
một ngành. Tôi thấy bạn bè tôi đi học Úc, học Mỹ mà học kinh tế, mà về Việt Nam toàn thấy làm công ty chứng khoán, làm ngân hàng, làm từ giám đốc trưởng phòng giao dịch không à. Rất là ok, không sao hết. Nhưng mà để ở lại thì làm câu chuyện là một vấn đề. Ngay cả như đó, câu chuyện em gái tôi cũng vậy. Nếu quay về Việt Nam tôi nghĩ rằng công việc rất ok, nhưng mà nó chọn ở lại Mỹ để vì nó có người yêu ở bên đó, thì để chọn ở lại thì tôi cho rằng là một cái lựa chọn rất là khó khăn. Em xin cảm ơn anh rất là nhiều. Vậy thì cái việc chọn lựa ngành thì cũng tùy thuộc vào cái việc là mình có muốn làm việc ở nước ngoài hay không, hoặc là mình muốn trở về Việt Nam để làm việc hay không. Thì các quý vị nghe qua thì cũng có thể xác định được cái ngành mình học cho con em mình học sau này. Và một câu hỏi nữa em xin gửi đến các vị khách mời. Và sau câu hỏi này thì quý vị phụ huynh học sinh nào có câu hỏi đặt trực tiếp đến các vị khách mời ngày hôm nay thì chúng ta cứ mạnh dạn giơ tay lên và chúng ta đặt câu hỏi trực tiếp. Và em cũng xin hỏi tiếp anh Trọng Phước là đối với học sinh tốt nghiệp trung học tại Việt Nam nay muốn đi du học mà chưa được trải qua quá trình định hướng ngành học như ở nước ngoài, vậy thì làm sao để chọn ngành du học cho đúng? Tôi nghĩ rằng chọn ngành thì bây giờ nhiều thứ, nhưng mà cái quan trọng nhất là phải từ cái từ trả lời câu hỏi đầu tiên đối với chuyện mình nói chuyện du học thôi, ở lại hay trở về. Sau khi xác định cái điều đó rồi thì mình tự hỏi bản thân mình là mình thích cái gì, rồi thì mình đi đến nhà tư vấn, mình lắng nghe ý kiến khuyên của người ta. Thì tôi cho rằng ba bước. Nhưng mà tôi muốn nói thêm một chút, mở rộng ra một chút, chuẩn bị cái gì cho du học. Khá thú vị là mới đây tôi thì không có theo dõi mảng du học nhiều lắm, cho nên tôi cũng không biết. Gần đây tôi mới biết rằng là ở Trung Quốc, ở tại Thượng Hải, nó có cả một cái trường dạy, một cái công ty dạy cho học sinh phổ thông mà từ lớp 6 để mà đi vào Harvard, với lại vào cái nhóm trường top. Sau tôi tìm hiểu thì ở Việt Nam cũng có một số người làm dịch vụ đó, tức là luyện cho đứa nhỏ đó để vào trường top. Mà hỏi ra đó thì cái chuyện mà luyện học toán, học này học kia thì cũng quan trọng nhé. Nhưng mà tôi xong đó rồi thì cách đây khoảng độ trước Tết thì tôi có gặp một cái đoàn các bạn là nghiên cứu sinh của Đại học Harvard, các bạn đi qua Việt Nam. Mình nói chuyện thì mình mới biết được thêm một điều nữa. Để vào các trường đại học top của Mỹ á, thì người ta đầu tư cho con người ta đó không phải chuyện học, mà đầu tư cho nó từ lớp 9, lớp 6 chuyện làm công tác xã hội, chuyện tham gia các hội thảo, chuyện tham gia các cái thủ lĩnh thanh niên, chuyện làm fanpage trên Facebook. Được rồi. Và tôi nói thật là tôi có biết được rằng là thậm chí có một em du học sinh Việt Nam được cho gia đình cho đi học từ lớp 9, hiện nay em đang học lớp 10. Mẹ em đó rất là giàu ở tại thành phố Hồ Chí Minh này, là thuê hẳn cả một cái dàn gần như là trợ lý để mà giúp cho em nó làm các cái hoạt động khác để mà làm đẹp hồ sơ vào đại học. Vậy thì gia đình chúng ta không có điều kiện để mà đầu tư kiểu bài bản như vậy. Thì tôi nghĩ rằng bên cạnh chuyện đầu tư học hành, chọn ngành, thì song song với việc chúng ta chọn cái ngành nghề nào thì ngay từ bây giờ, nói bây giờ thôi chứ đại đa số tôi thấy ngồi đây thì chắc cũng đã muộn rồi, đáng lý người ta đầu tư từ lớp 6, lớp 7, mình chắc lớp 10 rồi, lớp 11 rồi thì đã muộn rồi, nhưng mà phải đầu tư tiếp cái nền tảng, cái phong nền về các cái vấn đề xã hội, công tác xã hội, thiện nguyện, fanpage, Facebook. Đến độ các bạn biết rằng vừa rồi các bạn đọc thấy là Bộ An ninh Nội địa Mỹ thậm chí còn muốn đề xuất cái dự luật là người mà xin visa nhập cảnh vào Mỹ là phải cho họ cái password Facebook để họ coi mà. Password chứ không phải cho Facebook không đâu. Bây giờ đi xin việc là phải cho Facebook. Còn kia thì tôi nghĩ rằng là tất cả những cái đó mình phải xây dựng cái nền tảng đó. Nó thiên hướng về cái ngành học mà mình học. Tôi lấy thí dụ như là mình quan tâm đến y tế thì mình làm thiện nguyện ở các cái nhà trại dưỡng lão, viện mồ côi v.v. Tất cả những cái thứ đó nó là một cái nền tảng rất là tốt cho cái quá trình mình học, cũng như mình xin học bổng hoặc là mình xin nộp hồ sơ vào đi học. Thì tôi thấy rằng học sinh Việt Nam thường hay bỏ quên cái đó, vì trường phổ thông Việt Nam không có yêu cầu cái đó. Các trường nước ngoài thì yêu cầu là chúng ta thường hay có 24 tiếng hay 36 tiếng gì hoạt động cống hiến cộng đồng thì mới được tốt nghiệp phổ thông. Trường Việt Nam mình không có. Chính vì không có mình không quan tâm. Được không ạ? Quay trở lại một cái ví dụ thôi. Em gái tôi khi mà đi xin việc á,
nó nộp đơn vào tốt nghiệp thạc sĩ rồi nộp đơn vào các trường đại học, nộp đơn vào các công ty coi hồ sơ thấy mày chưa có làm thiện nguyện gì hết, mày cái hoạt động mà công tác xã hội của mày yếu quá. Thì bây giờ cô em gái của tôi vẫn đang trong quá trình là cổ bây giờ là cổ đi học về kỹ thuật y tế để lấy cái chứng chỉ, nhưng mà một tuần là phải có 4 ngày cổ làm thiện nguyện trong bệnh viện giúp đỡ người già để mà chuẩn bị tất cả cái hồ sơ đó để mà xin đi làm. Vậy thì tôi nghĩ chọn đi du học chúng ta cần chuẩn bị thêm những cái thứ đó nữa. Dạ, em cảm ơn anh Phước ạ. Vậy thì anh Huy, anh nghĩ như thế nào? Anh có lời khuyên gì cho các bạn để mà chọn ngành du học được cho đúng không ạ? Dạ, xin chia sẻ là cái mà mình chọn ngành nào á là phải quan trọng là các bạn có thực sự đam mê hay không. Thế thì mới lớp 11, 12 thì chưa biết được mình đam mê cái gì, mà mình chỉ mới là mình thích thôi. Thế thì cái sự đam mê, mình sẽ biết được mình đam mê cái gì là phải có quá trình, phải có thời gian mới trả lời được. Thế thì mình chỉ muốn xin góp một cái ý vô là các bạn chuẩn bị đi du học á, thì cái kỹ năng mềm là cái rất cần thiết. Cái kỹ năng mềm là không phải là chỉ là tiếng Anh không, mà là cái khả năng giao tiếp, khả năng ngôn ngữ, khả năng hoạt bát. Và như hồi nãy anh Phước có chia sẻ là cái công tác thiện nguyện á, mình nên có. Tại vì sao? Khi mà mình có như vậy thì mình sẽ dễ hòa nhập vô bất kỳ một cái môi trường nào. Thí dụ như hồi đó là khi mà tôi qua Úc á, mới qua thì rất là bỡ ngỡ. Tại vì đó là một cái văn hóa hoàn toàn khác biệt so với mình qua, mà vô ở ký túc xá mà toàn người Úc bên cạnh thôi. Thứ nhất mình đã bị khớp ngôn ngữ, khớp văn hóa, rồi khả năng giao tiếp mình cũng chưa tốt. Thế là mình cảm giác như là mình bị cô lập á, mình là một thế giới riêng, còn họ là một thế giới riêng. Làm sao để mình hòa nhập vô được cái thế giới của họ? Thì mình mới mong rằng là mình có thể học được ở đây lâu dài, chứ không phải là học một ngày, một buổi thôi là xong. Đó, cho nên đó, cái kỹ năng mềm là các bạn nên có trau dồi trước khi đi du học. Thì kết hợp với cái ngoại ngữ của mình nữa, thì qua đó thì mình sẽ dễ khẳng định hơn. Tại vì cho dù các bạn học kỹ thuật hay là ngành kinh tế, chắc chắn là phải có thuyết trình. Mà cái kỹ năng thuyết trình của mình hiện nay là chưa được tốt. Tại vì tiếng Việt có thể mình thuyết trình tiếng Việt tốt, nhưng đó là cái tiếng mẹ đẻ của mình. Nhưng mà bây giờ các bạn qua bên nước ngoài, Úc, Anh, Mỹ gì đó, các bạn phải nói bằng tiếng nước khác, tiếng Anh. Thế thì làm sao mà mình phải nói được cho người ta hiểu? Đó là cái lý do mà hồi nãy tôi nói là muốn là khi mà mình tốt nghiệp xong về đây thì mình, cái lợi ích của cái người đi học ở nước ngoài mà về đây cống hiến là mình đã có một cái trình độ tiếng Anh nhất định, và những cái sách kỹ thuật hầu như là mình đã đọc qua, mình đã có kỹ thuật. Thế thì khi mình apply vô bất kỳ một cái công ty nào nước ngoài thì người ta sẽ nhìn vô, à cậu này hay là cô này tốt nghiệp ở trường này trường kia. Thế thì khi mà họ nhận các bạn vô, người ta không phải đào tạo các bạn lại về mặt ngôn ngữ, có thể đào tạo về mặt kỹ năng một chút, nhưng ít ra là đỡ về mặt ngôn ngữ đó. Cho nên nó là hầu hết bây giờ là các quý vị phụ huynh là đào tạo cho con, đầu tư cho con em học tiếng Anh khá là nhiều, không, cái đó là điều rất là tốt rồi. Nhưng mà còn cái kỹ năng nói nữa, cái kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, đó tôi tạm gọi là kỹ năng mềm. Tại hiện nay tôi đang dạy bên trường học Tôn Đức Thắng, thì cái khả năng các bạn nói tiếng Việt, hỏi bài thôi, nói tiếng Việt đó mà cũng còn nhát lắm, không dám giơ tay, mặc dù là không hiểu hay là không hiểu mà cũng không chịu trả lời nữa, phải hỏi ra mới nói được đó. Tại vì tôi cũng đã từng tham gia giảng dạy bên trường học quốc tế của Đại Quốc Gia, dạy toàn bộ bằng tiếng Anh, vô tất cả bằng tiếng Anh hết rồi càng chết nữa, tiếng Việt còn không dám hỏi, huống gì là tiếng Anh. Tiếng Anh mấy bạn sợ nói, thôi em lỡ em nói sai quê lắm thầy. Rất, nhưng mà hỏi bây giờ em học là học cho bạn em hay là học cho em, thì lúc đó không trả lời được đó. Thì nó thế là quắt thầy lại hỏi nhỏ, hỏi tiếng Việt chứ không dám hỏi tiếng Anh, sợ thầy cười. Nói không, mà đây là một cái chia sẻ thực sự, nói là thầy mà cười em, thầy đã không là thầy rồi, đúng không? Thầy ở đây để giúp mấy bạn, chứ không phải là thầy ở đây để cười nhạo mấy bạn. Mấy bạn chưa tốt chưa giỏi thì mới đến đây để thầy chia sẻ kinh nghiệm,
thầy giảng dạy kiến thức cho. Chứ nếu mà các bạn giỏi rồi, các bạn đã đứng vị trí của thầy rồi, thầy xuống dưới thầy ngồi luôn, đúng không? Đó, cho nên là cái quay lại cái câu chuyện là về cái ngôn ngữ, là các bạn hầu như là có thể là giao tiếp tốt hoàn toàn. Các bạn có thể một 7.IELTS, 8.IELTS là sinh viên bây giờ, học sinh bây giờ lớp 11, 12 có nhiều. Nhưng cái kỹ năng thuyết trình, kỹ năng nói trước công chúng thì các bạn lại chưa chắc tốt. Đó, về học thuật các bạn rất tốt, nhưng mà về kỹ năng mềm, kỹ năng trong xã hội các bạn chưa có được nhiều. Đó, là tôi chỉ chia sẻ một chút xíu vậy thôi, để các bạn có thể trau dồi trước khi các bạn có thể đi du học để làm tốt được công việc ha. Dạ, em xin cảm ơn anh Huy ạ. Và chị Hồng Hà có thể chia sẻ cho các vị phụ huynh và các bạn học sinh biết được cái lộ trình mà định hướng ngành học ở, định hướng cái việc học tập ở nước ngoài được không ạ? Trong những năm gần đây khi mà làm cái công tác tư vấn du học á, thì tôi cũng có làm việc với nhiều đối tác. Và không phải chỉ cho khách hàng của mình mà ngay cả cho người thân của mình. Thì tôi có tiếp xúc và nhận thấy là có một cái bài đánh giá hướng nghiệp khá là chính xác. Và trên một cái cơ sở dữ liệu tương đối là rất là chi tiết và phức tạp. Trên trích từ những cái nguồn thông tin rất là đa dạng phong phú của Mỹ. Thì cái bài đánh giá này gọi là Pathway Planner, có thể sử dụng cho học sinh trong lứa tuổi từ 15 cho đến 18, thậm chí là 20 nếu mà mình bị muộn ha. Nhưng mà tôi nghĩ là trong khoảng 15-16 là có thể bắt đầu làm cái bài kiểm tra này rồi. Bài đánh giá này là một dạng trắc nghiệm, không có đúng sai, không có chấm điểm. Và cái kết quả của nó là cung cấp ra những cái thông tin để mình định hướng là mình có thể thích hợp để làm nghề gì. Dựa trên đặc điểm tư duy, hành vi và sở thích của học sinh. Em cho qua slide kế. Thì cái bài này nó làm trong khoảng 3 tiếng đồng hồ nếu mà làm tập trung á. Nhưng mà nếu mà mình không có thời gian thì mình sẽ mua cái bài này và mình cứ làm được đến đâu thì làm đến đó. Tức là thí dụ ngày hôm nay mình làm được 10 câu thôi vì mình không còn tập trung nữa, thì mình để qua ngày hôm sau mình làm tiếp, mình làm cho đến khi nào xong thì thôi. Thí dụ như con gái tôi thì làm mất 1 tuần vì mỗi ngày làm một ít. Với lại là cái điều quan trọng là mình muốn là học sinh sẽ đánh một cái lựa chọn tương đối là chính xác nhất mà mình thấy phù hợp với bản thân nhất, chứ không có đánh đại. Tại vì khi đánh đại như vậy thì nó không ra được cái kết quả mà tương đối là chính xác. Dĩ nhiên cái bài trắc nghiệm nào cũng có cái sai số hết, nhưng mà đây là một cái bài mà tôi thấy tôi áp dụng cho cháu với con tôi á, thì tôi thấy gần đúng với lại cái gì tôi nghĩ. Theo cái mức độ phân tích về hành vi, về sở thích và về cái khả năng IQ của học sinh. Tiếp đi. Thì các câu hỏi về phong cách tư duy thì sẽ đưa ra những cái câu hỏi giống như là bài IQ vậy đó. Giải quyết vấn đề như thế nào khi có một cái sự việc đó xảy ra hoặc gặp một cái tình huống đó thì mình sẽ có cái kết luận gì trước, sau, cuối cùng, vân vân. Về xu hướng hành vi cũng vậy. Về cái cách ứng xử trong cuộc sống, những cái suy nghĩ về cái quan điểm hành xử trong xã hội và cái sở thích thì họ sẽ đặt ra những cái câu hỏi đi vào ba cái nhóm, đi vào nhiều nhóm nghề, và cái kết luận á, là sẽ định ra cho mình ba cái nhóm nghề. Không phải là một cái nghề cụ thể mà một cái nhóm trong đó có một số nghề và có ba nhóm như vậy để mình chọn lại trong ba cái nhóm đó. Thì cái kết quả của cái bài đó họ sẽ ra một cái bản phân tích là cái học sinh này là người có cái tính cách như thế này, hướng ngoại, hướng nội, mạnh về cái gì đó. Hoặc là ví dụ như con tôi thì họ có một cái đoạn phân tích là em này thích làm cái gì mà có thực hành, là phải có tay chân ở trong đó.
Chứ còn nếu mà chỉ cho suy nghĩ rồi làm giấy không thì không thích. Thì nó có thể liên quan tới làm một cái gì đó về kỹ thuật hoặc là vẽ chẳng hạn. Và cái nguồn công việc mà họ trích đó là dựa trên một cái database, một cái cơ sở dữ liệu gọi là ONET. Cái cơ sở dữ liệu này nó có lưu trữ online, là một cái cơ sở dữ liệu tập hợp tất cả các nghề ở Mỹ và rất là chi tiết, những cái nghề rất là chi tiết luôn. Thí dụ như thậm chí là thợ uống tóc, và có đầy đủ hết từ hàng lâm cho tới một cái công việc rất là kỹ thuật, rất là ở cái bậc thợ chứ không chỉ bậc thầy, là để cho mình nhìn nhận hết con người mình có thể là làm những cái công việc. Tại vì như gần đây á, tôi cũng có những cái hồ sơ đi du học á, là muốn học về làm bánh, mà trong khi á, bạn này là tốt nghiệp đại học ở Việt Nam ngành quản trị kinh doanh, mà bây giờ muốn qua bên đó học cao đẳng du lịch nhà khách sạn chuyên về làm bánh, mà làm bánh theo dạng là làm bánh có thiết kế á, chứ không phải là chỉ làm ra bánh mì, mà gọi là patisserie á, chứ không phải là bakery, không phải là nướng bánh, mà là thực sự kỹ thuật làm bánh, một cái nghề làm bánh chuyên nghiệp. Thì lúc mà làm hồ sơ visa cho bạn này á, tôi cũng rất là băn khoăn là không biết bạn này có thực sự là thích cái nghề đó không, hay là chỉ muốn đi để mà kiếm cách rồi sẽ làm bánh ở bên nước ngoài rồi ở lại thôi. Nhưng mà sau khi tư vấn và nói chuyện thì thực sự là bạn này thích làm bánh thiệt. Và bạn có những cái ý tưởng như là ở Việt Nam á, thì các hãng bánh mà làm về patisserie á, còn rất là yếu. Những cái hãng lớn mà vô được Việt Nam mà mạnh á, là của nước ngoài. Chứ còn ví dụ như Như Lan hay Đức Phát thì cũng chưa thể gọi là patisserie, nó vẫn là bakery thôi. Thì và bạn có cái mong ước là có thể xây dựng một cái doanh nghiệp của mình, thương hiệu Việt Nam nhưng mà mạnh như là Tuleju chẳng hạn. Đó thì khi mà nói vô chi tiết thì đúng là bạn này đam mê cái nghề đó thiệt, đã từng học làm bánh ở Việt Nam rồi nhưng mà chưa có thỏa được cái mong ước của bạn đó. Thì quay trở lại với cái danh mục ngành nghề này á, thì đây cũng là một trong những biện pháp mà ngoài cái việc là đi tư vấn với lại chuyên viên tư vấn hoặc là tự đánh giá bản thân gì đó, thì quý vị cũng có thể dùng một cái công cụ này vì nó là một công cụ khá là khoa học và có kết quả để hỗ trợ thêm cho cái quyết định chọn nghề của gia đình. Dạ, xin cảm ơn lời chia sẻ của chị Hà. Và chúng ta vừa được nghe qua những cái sự chia sẻ về cái ngành nghề nên chọn khi học ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài, và nó cũng thay đổi tùy thuộc vào bạn có muốn trở về Việt Nam làm việc hay là ở lại nước ngoài làm việc. Sau đây là phần giao lưu trực tiếp giữa khán giả và các vị diễn giả. Quý vị phụ huynh nào có ý nguyện đặt câu hỏi thì chúng ta cứ mạnh dạn, em sẽ chuyển micro xuống ạ. Dạ, có quý vị nào không ạ? Dạ. Chào Bây giờ mình nói vô sự việc luôn là mình đang chuẩn bị cho con mình năm nay là lớp 11 và muốn đi Canada. Vậy thì xin diễn giả đó cho mình một cái lời khuyên là bây giờ cái lộ trình của mình, cái bước chuẩn bị á, là mình cần đi như thế nào? Xin chị có thể cho thêm thông tin là chị đang muốn nói là những bước chuẩn bị về chọn ngành học, hay là chị đang nói về thủ tục? Thì nói chung là mình cũng chưa có tìm hiểu nhiều. Hôm nay là đến đây là cái buổi đầu tiên á. Tức là mình cũng muốn tìm hiểu để cho nó đi đúng hướng, đúng đường đó. Do đó là mình cái nào mình cũng muốn biết hết. Dạ, chắc mời Trọng Phước trước. Mấy cái mà tôi nghĩ rằng là đương nhiên phải chuẩn bị thì các công ty tư vấn du học thì họ sẽ nói hồ sơ, tìm trường, tiếng Anh, vân vân các thứ. Tôi thì tôi thường hay nói rằng cái chuẩn bị quan trọng nhất là cái chuẩn bị tâm thế. Nếu quyết tâm đi học thì phải chuẩn bị cái tâm thế. Thì không biết là hiện nay bạn đang học ở trường nào?
Dạ thưa chú, thì hiện tại em đang học tại trường Trung học phổ thông Hùng Vương ở quận 5 đó chú. À, đang học ở Hùng Vương quận 5. Thì tôi nhớ rằng là có một cái lần tôi đi học một cái khóa của một cái người dạy. Ông này, ông viết cái bộ sách mà học sinh phổ thông nhiều người đọc lắm. Cái bộ sách Chicken Soup for the Soul, Jack and Phil viết cái bộ đó. Thì ông nói một trong những cái yếu tố mà để quyết định cái việc mà mình lựa chọn cái gì mà mình thành công á, đó là mỗi ngày bạn phải làm 5 cái điều gì đó, bất kể điên rồ cũng được, miễn nó có liên quan đến cái mục tiêu mà bạn nhắm đến. Thí dụ bạn muốn đi du học Canada thì mỗi ngày bạn phải làm cái gì xoay quanh đến cái chữ Canada cho tôi. Thí dụ đọc về Canada, lên Facebook kết bạn với người Canada. Thậm chí tôi nói cái đơn giản nhất là nếu được, tất nhiên cái chuyện này nó còn tùy thuộc vào điều kiện kinh tế, cái đơn giản nhất là ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có trường quốc tế Canada mà. Thậm chí nếu cần thiết chuyển qua học năm cuối. Nếu học không được toàn bộ chương trình Canada, nó đắt tiền, nó tiếng Anh không đủ, chúng ta học song ngữ Canada trong trường Canada đó để làm quen giáo viên Canada. Bởi vì đi du học cũng cần thư giới thiệu vậy. Rồi cũng phải biết môi trường, biết giáo dục, biết tất tần tật mọi thứ. Song ngữ thì tốt nghiệp lấy bằng phổ thông Việt Nam. Còn bị lớp 11 rồi thì mình chuyển vô học hệ Canada chắc chắn không được rồi. Vì nó thì nó lấy tú tài Ontario Canada. Mà mình học mình chỉ lấy tú tài Việt Nam thôi. Thì nó vẫn có chương trình BCAS song ngữ ở Phú Mỹ Hưng. Thì tôi nghĩ đó là một cái bước tiếp cận tích cực. Rồi như chúng tôi nói về kỹ năng mềm, về tham gia các hoạt động thiện nguyện, chúng ta thử nghiên cứu là những cái hoạt động nào mà bên phía tụi Canada nó công nhận. Nó công nhận cái giấy chứng nhận đó đó. Theo tôi biết, ví dụ hoạt động mùa hè xanh của thành đoàn á, Canada nó công nhận đó. Nó công nhận như là một cái hoạt động của nó. Tất cả những cái thứ thì tôi nghĩ rằng cái chuẩn bị bên lề về mặt tâm thế là quan trọng nhất. Mà bây giờ năm nay thì thấy là Canada như chị Hà nói là cũng tương đối cởi mở. Mà thậm chí là bây giờ khuynh hướng người ta cũng chọn Canada nhiều nữa. Thì tôi thì không phải là dân chuyên về du học lắm, cho nên tôi nghĩ rằng cái quan trọng nhất là chuẩn bị về tâm thế. Vì cái mà qua bển rồi chịu không được mà quay trở về á, thường nó rơi vào cái nhiều nhất là cái tiếng Anh, sau đó đến cái tâm thế chịu không nổi đó. Thì có lẽ là chị Hà sẽ khuyên, có nhiều lời khuyên nó tốt hơn vì người làm du học. Tôi thì người ngoại đạo, tôi nhìn sao tôi nói vậy thôi. Dạ cảm ơn rất nhiều. Chắc mời. Dạ cho xin có một ít xíu ý kiến là cũng giống như nãy anh Phước nói á, là cái tâm thế rất quan trọng. Tại vì vấn đề là gia đình có rứt ruột cho con đi hay không, và người con qua bên đó học là có tập trung được hay không, có vượt qua được cái nỗi nhớ nhà hay không. Tại hồi đó thực sự là hồi đó tôi làm thời gian đầu á buồn lắm, tại mình có một mình à, trong kia xa nhà mà chưa bao giờ xa nhà lâu như vậy. Nhưng mà làm sao để vượt qua được thì cứ đó phải vượt qua chính mình thôi. Thì và đã cố gắng là lao vào công việc học và đi làm thêm một ít là để tích tụ kinh nghiệm, chứ không phải là đi làm thêm là về không hẳn là về tài chính đó. Nhưng mà như thế là từ từ ngày qua ngày sẽ quên được. Thì cái một khi đã vượt qua được cái ngưỡng đó rồi thì rất là thoải mái, và chỉ có tập trung vô học, và có sau này sẽ có bạn bè, và từ từ là vượt qua được và sẽ thành công. Dạ. Còn cái bước mà tiền du học thì phải nhờ chị Hà là tư vấn, tại vì cái đó về giấy tờ. Dạ vâng. Cảm ơn anh Phước với lại anh Huy rất là nhiều. Đây là thực tế của những người va chạm với học sinh, cũng là phụ huynh, và bạn này cũng là người đã từng đi du học ở bậc trung học luôn, đúng không? Thì đối với tôi là một nhà tư vấn du học chuyên nghiệp của 20 năm qua, và tôi cũng là một du học sinh, tôi cũng đã từng là một du học sinh. Thì cái việc mình chọn đi du học ở thời điểm nào là một cái suy nghĩ đầu tiên. Tại vì hết lớp 8, hết lớp 9, hết lớp 10, hết lớp 11 hay hết lớp 12 thì ở mỗi giai đoạn có những cái thuận lợi và khó khăn riêng, và nó không thể áp dụng chung cho tất cả các gia đình và cho tất cả các học sinh. Mỗi học sinh có những cái thế mạnh và gia đình có những cái điều kiện riêng. Nhưng ở cái giai đoạn cuối của trung học á, là nó cận kề với cái ngưỡng mà cuối của chuyện du học rồi. Và cái xu hướng càng về sau này thì khi gia đình có điều kiện thì tôi nghĩ là nên cho đi du học sớm ở bậc trung học. Vì giống như bác Huy có chia sẻ,
chỉ hoặc là anh Phước chỉ có học ở bậc trung học thì học sinh mới thực sự hòa nhập vào cái môi trường đó như là người bản xứ. Họ chơi chung với lại các em học sinh bản xứ từ nhỏ, sinh hoạt ở đó, sống ở đó, văn hóa đó, cách học đó, và họ không có bị cái cảm giác là không hòa nhập hoặc là bị phân biệt đối xử giống như là lớp 12 của Việt Nam mà qua bên đó học trung học, học đại học chung với là học sinh bản xứ. Cái phong cách hay cái văn hóa hay cái cách tiếng ngôn ngữ của mình và cái suy nghĩ của mình, cách lập luận vấn đề không có ăn khớp với người ta. Và thực sự là mình rất là con nít. Đối với người ta, học sinh Việt Nam suy nghĩ rất là trẻ con, không biết nhiều về xã hội, không biết nhiều về vấn đề thời sự, không biết về thế giới. Và nói chuyện thì chỉ biết những chuyện của nít chơi thôi. Đó, hình ra khi mà học trung học ở bên đó thì các em mới thực sự là hiểu đọc báo thường xuyên nè, bàn luận về chính trị nè, bàn luận về cộng đồng nè, nghĩ về những cái chuyện gì to lớn hơn và cho cộng đồng và cho thế giới, cho quốc gia, chứ không phải cái chuyện chơi của hai đứa nít với nhau. Thì cái đó là cái tôi đúc kết từ cái việc du học ở thời điểm nào. Nhưng mà dĩ nhiên tùy theo tình huống và điều kiện, nếu mình không đi được từ sớm thì mình đi hết lớp 11 hoặc hết lớp 12. Nhưng mà hết lớp 12 thì tôi cho là một cái bước cuối cùng rồi, không nên trễ hơn nữa. Và ở bước đó thì cũng là hơi muộn rồi đó. Tại vì giống như Huy nói, nếu hết lớp 12 mà qua bên kia học năm nhất đại học liền thì rất là khó học, học rất là vất vả vì không quen với cách học mà đã phải vô một cái môi trường được xem là người lớn rồi, phải độc lập, không được dìu dắt nữa tại vì trên 18 rồi. Ít nhất nếu mà mình qua ở giai đoạn lớp 11, 10 thì mình vẫn là vừa là người nước ngoài vừa là thiếu niên, mình chưa 18 nên nhà trường sẽ kèm cặp mình, gia đình bản xứ sẽ kèm cặp mình và mình sẽ học được nhiều, rồi sau đó người ta mới buông mình ra. Còn mình 18 rồi là người ta buông mình luôn, mình phải tự. Thì dĩ nhiên suy cho cùng mà nói á, là gia đình có điều kiện du học là các em đã sướng quá rồi. Có mấy ai mà có đủ tiền mà cho con đi du học như vậy. Các phụ huynh của Việt Nam là cũng bắt kiệt sức bán tài sản hoặc là thu nhập hàng năm là cho con đi du học hết. Rồi tôi đã nhìn thấy nhiều gia đình như vậy. Và thậm chí là cho 2-3 con đi du học mà bố mẹ là bán nhà ở một cái nhà nhỏ thôi, bao nhiêu của cải là cho con để được đi du học. Thì so với một cái người nghèo ở Việt Nam á, vất vả, người ở dưới tỉnh không có tiền cho con học ở Việt Nam nữa, phải thất học luôn, thì cái người đi du học này sướng quá trời rồi, có gì mà than thở. Theo tôi là không được than thở mà phải cảm thấy mình rất là may mắn và phải mạnh dạn, vững vàng để mà vượt qua những cái khó khăn ở bên đó. Đúng là mình rất là nhớ nhà, đúng là mình sẽ cảm thấy cô đơn, mình sẽ nhiều khi không có biết hòa nhập như thế nào, nhưng trong một cái điều kiện cơ sở vật chất rất là tốt, trong một cái nhà trường mà có đầy đủ trang thiết bị, trình độ văn hóa cao, một cái đất nước phát triển, một cái xã hội văn minh, thì có cực khổ trong một cái xã hội như vậy cũng không có gì là gọi là cực hết á. Mọi cái điều kiện đều có, giao thông công cộng chuẩn, luật pháp rõ ràng đầy đủ, bảo vệ trẻ em dưới 18 tuổi hoặc là các vấn đề của xã hội khác, luật rất là rõ. Thì quan trọng á, là có nhiều em thì tôi thấy chưa có quán triệt cái việc đi du học. Có thể là bố mẹ muốn nhưng mà bản thân con thì chưa có quyết tâm. Thì cái việc này là gia đình và các em cần phải suy nghĩ. Các em đã quyết tâm chưa? Tại vì nếu thực sự không quyết tâm thì qua bên đó là tốn tiền của gia đình thôi. Mặc dù trong một cái điều kiện rất là sung sướng so với rất nhiều người khác, nhưng mà các em vì lẻ loi như vậy á, thì các em thiếu ý chí. Mà tôi nói một số cái ví dụ đơn giản như có những học sinh đi học trễ hoài à. Buổi tối thức chơi game, lên Facebook chat. Thức khuya quá, sáng dậy không nổi, mặc dù là bên kia là đi học trễ nha, 8 giờ mấy mới học hoặc 9 giờ mới vô học. Nhưng mà ngủ quên. Thường thường ở nhà là có người kêu mới dậy, có người kêu mới ăn. Ở bên đó là phải tự dậy, tự ăn, tự giặt đồ. Mỗi ngày, mỗi tuần cái lịch như sinh thế nào, sinh hoạt là phải làm đúng y chang như vậy. Không ai nhắc hết. Mà nếu mà cứ mong đợi là có người phải nhắc thì chắc qua bên đó
đi học trễ vài hôm thế nào cũng bị đuổi. Mà bị đuổi vì cái lý do lãng xẹt. Cái lý do là ngủ quên. Không bị lì đuổi vì kỷ luật kém, vì không học bài làm bài mà vì vậy á. Thì nghe nó có rất là buồn cười. Cho nên á, nếu mà các quý vị phụ huynh có định cho các em đi á, thì những cái thói quen gì để sống độc lập một mình á, nên tập cho các em từ bây giờ. Thử coi ở đây có làm được hay không. Có thể không làm được 100% nhưng mà có cố gắng và có khả năng thấy sẽ làm được. Lâu lâu ngủ quên bữa thì cũng không đến nổi, nhưng mà thường xuyên là phải tự dậy được, không người kêu, không tự đi kiếm đồ ăn, không có người bưng lên bàn sẵn, tự vô bếp múc đồ ăn ra, tự dọn. Tôi nói ví dụ như vậy. Và biết nấu ăn, và nên chơi thể thao, biết quan tâm tới sức khỏe, chứ không có phải là phí sức hoặc là đang bệnh thì vẫn làm những cái hoạt động hay là ăn uống bừa bãi để mà bệnh thêm, hoặc là quên uống thuốc. Ví dụ như vậy thì hy vọng là các phụ huynh sẽ, và các em nữa, lưu ý tới những cái này, vì nó có thể là những cái rất là nhỏ nhặt nhưng mà làm cho cái cuộc sống du học đó nó bất thành, nó không có đạt được mục đích. Dạ thưa cô, thì hồi nãy là cô có đề cập tới một cái bài test đó cô, thì cho em hỏi là cô, cái bài test đó mình có thể mua hoặc là kiếm ở đâu ạ? Bài test đó thì họ có phân phối ở Việt Nam. Thì có gì em liên hệ với lại công ty Sterling á, thì ở công ty có giúp đăng ký để làm cái bài test đó. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, còn quý vị nào muốn đặt câu hỏi nữa không ạ? À, xin mời bạn. Dạ, con xin chào các cô chú ạ. Con hiện đang học lớp 9 ở trường Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh, quận 1 ạ. Dạ, con định là tới cuối năm nay con sẽ đến Canada để du học. Dạ, sau này con sẽ chọn ngành robotics ạ. Thì con muốn hỏi cô chú là cái ngành đó nó có hợp với lại một nữ sinh như con không? Và con cần phải chuẩn bị những gì để học cái ngành đó ạ? Dạ, con hết. Chắc đầu tiên là nhờ thạc sĩ Nguyễn Bác Huy, dân chuyên toán. Bạn muốn đi qua bên du học từ nào, lớp 9? Có nghĩa là sau lớp 9 rồi qua lớp 10. Và bạn định sau này là học ngành gì ha? Dạ, robotics ạ. Logistics. Robotics, xin lỗi, nãy nghe nhầm. Là về tự động hóa đúng không? Có nghĩa là cần rất là nhiều ý kiến, nhiều kiến thức về toán lý. Chà, ca này khó. Con gái học được không? Con gái học được không? Vâng. Thì theo cái kinh nghiệm của mình thấy á, là ở bên nước ngoài á, thì cái không có phân biệt là nam hay nữ. Và rất nhiều các bạn nữ theo học ngành khối kỹ thuật. Và các bạn thường là tạm gọi là dẫn đầu luôn. Nói chung là chiếm ngang ngửa với nam, hoặc là hơn nam luôn về các ngành kỹ thuật. Và tôi cũng đã chứng kiến thấy được, có nghĩa là cũng có đi tham quan các ngành á, thì thấy là ngành toán lý hóa là nữ học rất nhiều. Cho nên là các bạn, nếu mà bạn muốn học ngành robotics, là nếu mà bạn đã xác định được là cái điều các bạn thích rồi á, thì là quá là tốt rồi. Tại vì nhiều người còn không biết là mình thích cái gì. Còn nếu các bạn từ năm lớp 9 mà đã nhận ra được cái điều các bạn thích, thì tôi nghĩ là dễ dàng thôi. Chứ còn đừng ngại là mình là nữ thì mình phải học mấy cái ngành kinh tế, mấy cái ngành nhẹ nhàng, phải giao tiếp. Còn trong khi cái ngành kỹ thuật là phải dành cho cánh mày râu, chưa chắc. Bây giờ thời buổi này là rất là bình đẳng trong cái việc chọn ngành. Thì quan trọng là cái mình có làm được hay không, mình có đủ đam mê hay không, đủ năng lực hay không. Tại vì nếu các bạn có đủ năng lực đi nữa học ra kỹ sư, nhưng vấn đề là nếu như bạn cảm thấy là mình chọn sai ngành thì các bạn sẽ không làm nghề được. Cái muốn làm được nghề là phải cần có sự đam mê. Chứ còn mà ví dụ như chọn ngành thì nếu về năng lực thì có những bạn học được chứ không phải không nha. Còn nếu không học được thì cứ như đương nhiên là phải chuyển ngành rồi. Còn nếu học được mà ra có làm được hay không, là quan trọng là bạn có thực sự đam mê hay không. Chứ đừng nghĩ là cứ ngành kỹ thuật là phải không được nữ học. Không, là đừng nghĩ vậy.
cứ thoải mái, mình học được, mình nghĩ mình làm được là mình sẽ làm được. Bạn cứ tự tin vậy đi, và mình sẽ cố gắng theo cái đam mê của mình. Đến một lúc nào mà bạn cảm thấy là cái đam mê đó nó chưa thực sự là cái mà mình theo đuổi cả đời, thì lúc đó bạn còn có cơ hội bạn trẻ để nhánh. Thì mình mới trung học, mình mới trung học phổ thông đó, đúng không? Trung học cơ sở. Thì các bạn, bạn vẫn còn nhiều thời gian để suy nghĩ thêm. Thì có thể là năm sau có thể là bạn đổi ý, không chừng. Còn nếu mà bạn tiếp tục thì cứ nuôi, tiếp tục nuôi đam mê mình đi. Cứ nuôi đến khi nào nó chín mùi, và thì khi đó là các bạn nhìn lại thì các bạn đã tốt nghiệp rồi. Và lúc đó là cái lúc mà mình có thể là mình trải nghiệm. Tại vì thực sự á, bây giờ chia sẻ một cái. Hồi đó là ai cũng hỏi là học toán ra làm cái gì? Thực sự thì ai cũng nói là chắc là đi dạy thôi chứ gì. Đúng, hồi đó tôi cũng đã từng hỏi, tự hỏi mình học toán ra làm cái gì? Thì cũng nghĩ chắc là chỉ có dạy thôi sao? Nhưng mà bây giờ tôi học cử nhân toán, nhưng mà thạc sĩ tôi rẽ qua cái ngành khác. Ngành nó cũng có rất là liên quan là ngành thống kê. Và cái ngành thống kê hiện nay đang rất là hot. Hot là sao? Bởi vì trong bất kỳ công ty xí nghiệp nào đều phải có bộ phận thống kê. Còn những công ty nhỏ có thể là người ta dùng cái kế toán trưởng làm kiêm nhiệm thống kê. Chứ sổ sách ai làm cho? Sổ sách ai thống kê lại? À, là kỳ năm nay lỗ lời bao nhiêu là có bộ phận thống kê. Thế thì bây giờ hiện nay tôi đang đi giảng dạy, tại vì tôi thực sự tôi đam mê về cái ngành đó, là ngành giảng dạy đó. Còn nếu mà bây giờ thực sự không đi dạy, tôi có thể đi xin view các cục thống kê, vẫn đi làm, vẫn được. Với cái tấm bằng đó thì có thể rẽ được nhiều nhánh, nhiều nhánh. Đó. Cho nên là thực sự là thật lòng là khuyên bạn đó là cứ sống theo đam mê. Và đến một lúc nào đó bạn sẽ biết được đúng đó là đam mê hay là sở thích. Tại hiện nay là mình đó là sở thích thôi, chứ chắc là đam mê. Nhưng mà thời gian sẽ trả lời bạn biết đó là đam mê hay sở thích. Mà cái sống theo đam mê chứ đừng sống theo sở thích. Sống sở thích là ngày mai tôi đã đổi sở thích khác. Mỗi ngày tôi có một sở thích. Đó. Nhưng mà đam mê thì cái số lượng đam mê nó sẽ ít lại hơn, ít hơn. Và thường là về ngành nghề thì mỗi người chỉ có một hoặc hai đam mê. Thí dụ như sau này các bạn thích đam mê về kinh doanh, bạn có thể làm một nghề tay trái là kinh doanh. Hiện nay là rất nhiều người là không phải là học gì ra làm nấy. Họ có thể là rẽ ra nhiều nhánh khác nhau, ABCD gì đó, để vì cuộc sống mưu sinh thôi. Nhưng mà tất nhiên là phải tùy vào cái năng lực mình có khả năng hay không. Nha. Mình chỉ xin hãy vậy thôi. Tôi xin chỉ thêm một bạn một chút xíu. Bạn mà muốn biết mình robotic thì cứ áp dụng cái công thức hồi nãy tôi nói đó. Muốn hướng tới cái gì á thì mỗi ngày làm 5 thứ đó. Một á, chạy đi ra chỗ cửa hàng Lego á. Bây giờ nó có cái Lego Education á, nó là tích hợp của robotic rồi đó. Mình có thể ráp được cái con robot từ trò chơi Lego. Nếu có tiền mua một bộ đó về nhà chơi thử đi. Mà chơi thử 3-4 bữa mà ráp hoài thấy chán, tự nhiên biết là mình không thích rồi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, gần trường bạn á có hai địa chỉ. Một là trường Đại học Khoa học Tự nhiên ở 227 Nguyễn Văn Cừ á, nó đang có cái câu lạc bộ robotic á. Hình như đóng 1,5 triệu 3 tháng vô trọng, nó cho mượn đồ để học. Mà bên đó mới nhập mấy con robot về để cho học sinh phổ thông vô học á, đăng ký một cái lớp đó để học. Cái địa chỉ thứ hai nữa là Trung tâm Văn hóa Hoa Kỳ á, lâu lâu họ có một cái lớp dạy về robotic ở trên đó, dạy miễn phí, lên trên đó đăng ký. Hình như là Trung tâm Văn hóa Hoa Kỳ là bây giờ nó nằm ở Diamond Plaza đúng không ạ? Ngay chỗ Diamond Plaza đó, vô hai trang web đó bạn đăng ký. Mình thử trải nghiệm ngay từ bây giờ, và họ nhận học sinh từ lớp 5 trở lên là họ cho bắt đầu vô học rồi. Thì mình thử coi mình có thích không. Nếu thích thì mình theo đuổi. À. Dạ con cảm ơn các chú cô ạ. Dạ, chào các anh chị. Tức là con của tôi thì nó học lớp 11. Mà nó thích là về cơ khí, xác định luôn là về một là ô tô, hai là hàng không. Chỉ hai cái đó mà nó học 11 mà nó rất muốn đi. Nhưng mà tôi nghe tư vấn là lớp 11 đi nó sẽ rất là không gần như là không đúng lúc á. Tức là một là hết 12, hai là đi từ lớp 10. Chứ cái lớp 11 là hết lớp 11 là nó hơi lỡ cỡ. Thì cái đó nó sẽ như thế nào?
Tôi xin lặp lại câu hỏi để cho các phụ huynh khác nghe, là chị đang hỏi là con của chị thì thích học ngành cơ kỹ sư nhưng mà cơ khí hoặc là hàng không, và theo chị biết thông tin thì có thể là nên đi sau lớp 12 hoặc sau lớp 10 thì nó thích hợp hơn là sau lớp 11. Xin chị cho biết là cháu đang muốn đi nước nào ạ? Dạ, đang suy nghĩ tới Canada. Dạ. Thế còn lựa chọn thứ hai là gì ạ? Ngoài Canada? Là Mỹ ạ. Dạ. Dạ. Nói về cái bậc học nào á thì em xin phép trả lời á là bởi vì tụi em phải nghiên cứu hết các hệ thống giáo dục của từng nước. Ở Mỹ á thì không có chương trình dự bị đại học, giống như bác Huy lúc nãy chia sẻ Úc, Anh, New Zealand, Singapore thì bởi vì cái hệ đào tạo của họ là chương trình cử nhân 3 năm. Mỹ và Canada là chương trình cử nhân 4 năm. Cho nên á, là nếu mà đi Úc, đi New, đi Anh thì hết lớp 11 là một cái thời điểm rất là tốt. Và mình có thể đi học dự bị đại học 1 năm, sau đó là mình vô được năm nhất đại học rồi. Thì mình không cần đợi hết lớp 12, và cái năm dự bị đó sẽ cho mình cái nền tảng để chuyển bước vào đại học một cách vững chắc hơn, thay vì hết lớp 12 mới đi, giống như lúc nãy Huy có chia sẻ. Thì cái quan điểm của em giống như Huy là nếu được thì không nên đi sau lớp 12, bởi vì đó là muộn rồi. Còn đối với là Mỹ, Canada thì Mỹ thì không có dự bị đại học, cho nên là đúng là nếu chị đi bây giờ thì một là học lại lớp 11 để được học 2 năm trung học của Mỹ. Hai á là họ có cái chương trình cao đẳng cộng đồng mà nhận học sinh hết lớp 11. Và nó tích hợp chương trình trung học lớp 12 và chương trình cao đẳng cộng đồng. Là chị học 2 đến 3 năm là có hai bằng, bằng tốt nghiệp trung học của Mỹ và bằng cao đẳng cộng đồng của Mỹ. Sau hết cái thời gian đó thì mình sẽ vô năm 3 đại học của Mỹ, tức là chuyển qua một cái trường đại học. Còn ở Canada thì họ cũng không có chương trình dự bị đại học, nhưng gần đây á, thì có hai cái trường mà họ mang cái mô hình đào tạo của Úc về dạy ở Canada, là nhận học sinh hết lớp 11 vào một cái chương trình họ không gọi là dự bị đại học mà họ gọi là University Transfer, coi như là tiền đại học, thì nó cũng gần giống như dự bị đại học, nó không dùng chữ foundation thôi, foundation là dự bị đại học, là đại học Simon Fraser ở Vancouver và đại học Manitoba ở Manitoba. Thì hai cái chương trình đó, hai trường đại học đó có nhận học sinh hết lớp 11 vào học cái chương trình tiền đại học. Thì học sinh sẽ học 8 tháng chương trình tiền đại học, sau đó vô học năm nhất đại học, rồi vào học năm 2 đại học. Tức là tổng cộng là sẽ học 5 năm, 4 năm đại học và 1 năm tiền đại học. Giống tương đương với năm 12. Thì dự bị đại học của Úc hoặc là Anh cũng là tương đương với lớp 12 của Việt Nam. Dạ, thì chị có thể nghiên cứu cái đó. Và ở trong đây có trường đó, có Đại học Simon Fraser với lại Manitoba ở trong triển lãm của thuyền. Đầu vào khó hả chị? Dạ. Thì cái đó thì em chưa hỏi tới. Thì đó là nếu mà mình định hướng vô đại học, còn nếu mà chị muốn chi phí thấp thì phải đi cao đẳng. Cao đẳng thì học phí thấp hơn, nhưng mà cao đẳng thì họ không nhận học sinh hết lớp 11. Dạ. Không biết chị có đi đúng trường không, tại vì Manitoba đâu có mắc đâu ha. Cháu là bao nhiêu điểm lớp 11 ạ? Tốt, điểm trung bình ở trường, dạ, 7 phẩy mấy, đúng rồi, bộ 7 phẩy mấy được mà chị. Không, tức là cái chương trình tiền đại học đó nhận học sinh khoảng 7 phẩy mấy à? Dạ, thì không biết chị đã tìm đúng chưa, thì có thể chút xíu nữa em đưa thêm thông tin cho chị coi. Có lẽ thời lượng chương trình của chúng ta cũng đã hết. Em cũng xin cảm ơn các vị diễn giả ngày hôm nay đã đến góp mặt cho chương trình để mà cung cấp những cái thông tin rất là bổ ích cho các bạn đang có dự định đi du học. Và cũng xin cảm ơn các bậc phụ huynh và học sinh đã nán lại để đến phút cuối cùng để cho chương trình của tụi em diễn ra suôn sẻ.
Nếu có vấn đề, nếu mà có quý vị phụ huynh có quan tâm đến du học các nước như là Mỹ, Úc, Canada thì mời quý vị vào trong sảnh, chúng ta sẽ gặp các trường trực tiếp. Thì bên StudyLink cũng sẽ cung cấp cho những cái tài liệu như là brochure của StudyLink rồi các catalog của các ngành trường. Và em để thể hiện lòng biết ơn, thể hiện sự cảm ơn đến các vị diễn giả, StudyLink cũng xin gửi đến những phần quà rất là dễ thương để tặng cho để tặng cho anh Phước và anh Huy. Xin mời chị Hà, giám đốc của StudyLink. Một lần nữa em xin cảm ơn các vị diễn giả đã có mặt trong ngày hôm nay. Em xin cảm ơn ạ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.